nữ ca sĩ Hàn vừa ăn vừa khen bánh mì. Trên VTV phản bác 20 du khách Hàn Quốc cô gái Jinju vừa ăn vừa khen bánh mì Việt Nam. Trên VTV đã thoải mái chia sẻ về chuyện 20 du khách Hàn Quốc có thái độ xem thường bánh mì. Thời gian vừa qua, từ khóa bánh mì Việt Nam đã gây sốt trên cộng đồng mạng trong nước và quốc tế. Trong khi 20 du khách Hàn Quốc không chịu cách ly tại Đà Nẵng chê bánh mì Việt Nam thì Jinju, nữ ca sĩ Hàn Quốc tham gia chương trình ẩm thực đường phố, lại thu hút sự chú ý khi dành nhiều lời khen ngợi cho món ăn độc đáo của Việt Nam. Tôi đã ăn rất nhiều bánh mì ở Việt Nam, mỗi tiệm thì có cách chế biến hơi khác nhau nhưng đều rất ngon và bổ dưỡng, mà bánh mì tôm hến thì lần đầu tôi ăn đó, bánh mì với chút hương vị hải sản thì đúng là bánh mì tôm hến ăn là mến. Jinju vừa ăn vừa khen ngợi bánh mì Việt Nam. Ẩm thực Việt Nam đối với Jinju rất là tuyệt vời, vì vậy tôi thích ăn hết tất cả các món ăn luôn, Jinju chia sẻ. Khi nói về việc 20 du khách Hàn Quốc không chịu cách ly ở Đà Nẵng, có phát ngôn được cho là xem thường món bánh mì, Jinju thẳng thắn chia sẻ, chắc mấy người đó chưa hiểu biết về văn hóa Việt Nam và chưa từng thưởng thức bánh mì nên mới nói vậy chứ, nếu đã từng biết đến bánh mì thì không thể nào thể hiện như vậy được. Sau vụ này Jinju cảm thấy mình phải cố gắng quảng bá món ngon của Việt Nam, cũng như văn hóa Việt Nam, cho người Hàn Quốc để không có chuyện buồn như thế này xảy ra lần nữa. Jinju mong rằng đừng vì vụ này mà Việt Nam và Hàn Quốc rời xa, bởi cũng có nhiều người Hàn thích văn hóa Việt như Jinju.